thành các vở diễn Người thiếu phụ Nam Xương, Chiếc bóng oan khiên. Tại tuyến du lịch này, du khách còn được tham quan các điểm du lịch văn hóa như nhà tưởng niệm nhà văn liệt sĩ Nam Cao, khu vườn hiện thực, nhà bá kiến, vườn chuối ngự Đại Hoàng, hay cùng chiêm ngưỡng tượng gốm của 50 nhân vật từng xuất hiện trong các truyện ngắn của nhà văn Nam Cao như Thị Nở, Chí Phèo, Lão Hạc, Bá Kiến, tham quan cảnh quan của làng nghề dệt Đại Hoàng và thả hồn bay bổng theo những cánh diều trong lễ hội thả diều ở Hòa Hậu. Tuyến du lịch Duy Tiên sẽ đưa du khách đến với chùa Long Đọi Sơn, một trong những trung tâm Phật giáo lớn của nước ta ở thế kỷ thứ 11. Ngôi chùa được xây dựng từ thời Lý. Hiện nay, ngôi chùa đã được đầu tư trùng tu tôn tạo khang trang bề thế, còn lưu giữ nhiều di vật thời Lý, bia sùng thiện diên linh, tượng kim cương, tượng chim thần Kiên Nari. Dưới chân núi Đọi là làng nghề làm trống Gia Châu nổi tiếng Đọi Tam, nơi mà những nghệ nhân làng trống đã vinh dự được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đặt làm 1.000 quả trống nhân dịp đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Đến thăm làng trống, du khách sẽ tìm hiểu các công đoạn làm trống của các nghệ nhân và các sản phẩm đa dạng của trống. Tuyến hành trình, du khách sẽ được tham quan đền Lành Giang, ngôi đền nằm ngay sát bờ sông Hồng với cảnh quan thơ mộng, nơi nổi tiếng với dấu ấn đạo mẫu và phong tục thờ thủy thần, gắn liền với sự tích nàng công chúa Tiên Dung và Chử Đồng Tử, một trong tứ bất tử của Việt Nam. Bên cạnh đền Lành Giang linh thiêng huyền bí là làng nghề dệt lụa nổi tiếng Nha Xá. Du khách được hòa mình cùng những nhịp điệu của tiếng máy dệt, xem các công đoạn của nghề dệt và tận mắt chứng kiến những thao tác từ bàn tay khéo léo của các nghệ nhân làng dệt, thăm khu trưng bày các sản phẩm của làng dệt. Trên hành trình trở về Phủ Lý, du khách còn ghé thăm làng nghề truyền thống Mây Giang Đan, Ngọc Động. Du khách có thể lựa chọn cho mình một trong những sản phẩm đa dạng được làm từ cây mây, cây giang, cây tre. Các sản phẩm của làng nghề đã được du khách trong nước và ngoài nước rất ưa chuộng. Du khách đi tham quan tuyến du lịch Kim Bảng có thể đi bằng đường bộ hoặc đường thủy. Điểm dừng chân đầu tiên là khu du lịch Đền Trúc, ngôi đền gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của danh tướng Lý Thường Kiệt. Tại đây, du khách được thưởng thức múa hát dậm quyển sơn, một loại hình hát dân ca đặc sắc của Hà Nam. Sau đó, du khách sang thăm khu vực núi Cấm và Ngũ Động Sơn, gồm 5 động nổi thông nhau tạo thành Ngũ Động Thi Sơn với chiều dài vài trăm mét, với nhiều hình thù trên hũ đá rất độc đáo và hấp dẫn.
chùa Bà Đanh, núi Ngọc và tham quan làng gốm Quyết Thành, lựa chọn cho mình sản phẩm gốm độc đáo như ấm chén, lọ hoa, bình rượu. Tiếp theo, du khách tham quan phong cảnh khu du lịch sinh thái Tam Trúc 3 sao với hồ Lục Nhạc, núi Thất Tinh. Tam Trúc hiện nay đang được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để trong tương lai không xa, Tam Trúc sẽ trở thành một khu du lịch sinh thái tâm linh nổi tiếng trên tuyến du lịch tâm linh Tràng An, Ninh Bình đi Chùa Hương, Hà Nội. Từ thị trấn Bình Mỹ, du khách đi thăm làng nghề sừng mỹ nghệ Đô Hai, làng rũa cưa Đại Phu, hai làng nghề thủ công truyền thống khá độc đáo trên đất Hà Nam với những sản phẩm khá tinh xảo như đồ trang trí hoa, đèn ngủ hay các vật phẩm gần gũi với đời sống con người bằng sừng trâu. Sau đó, du khách sẽ tham quan đình Vị Hạ, một trong những ngôi đình cổ có kiến trúc nghệ thuật độc đáo nhất của Hà Nam và đất nước, thăm di tích từ đường Nguyễn Khuyến, nơi ở của nhà thơ làng Cảnh Việt Nam với ba bài thơ thu nổi tiếng: Thu Vịnh, Thu Điếu, Thăm Ngõ Trúc, Ao Thu, và được tìm hiểu thêm về cuộc sống và thơ của cụ Tam Nguyên. Đến đây, du khách như trải lòng mình trước cảnh ao thu, dậu biếc cùng nhiều nét đặc sắc của vùng đồng Chiêm Trũng. Cuối hành trình, mời du khách tham quan đình Triều Hội, xã Bồ Đề, nơi diễn ra cuộc biểu tình tuần hành của nông dân ngày 20 tháng 10 năm 1930. Thăm đình Ngọc Lũ, xã Ngọc Lũ, nơi đã từng lưu giữ chiếc trống đồng tiêu biểu nhất của nền văn hóa Đông Sơn. Tuyến du lịch Thanh Liêm với nhiều điểm tham quan hấp dẫn. Điểm đầu tiên là làng nghề thêu ren An Hòa, Hòa Ngãi, Thanh Hà. Du khách vừa được tham quan không gian làng nghề, vừa được tham quan và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hai ngôi đình có kiến trúc độc đáo, đình An Hòa và đình Hòa Ngãi. Tiếp đến, du khách tham quan khu di tích Đền Lăng, nơi còn ghi nhiều dấu tích liên quan đến thập đạo tiếng quân Lê Hoàn, tức vua Lê Đại Hành. Tại đây còn nhiều dấu tích như khu giàn thề, khu mả dấu, những địa danh gắn liền với tên tuổi của thập đạo tiếng quân Lê Hoàn từ những ngày đầu lập cơ nghiệp. Du khách đến thăm đình Chảy, một ngôi đình cổ còn lưu giữ được nhiều mảng chạm khắc dân gian độc đáo. Tiếp tục cuộc hành trình là danh thắng Kẽm Trống nổi tiếng qua bài thơ Nôm của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Kẽm Trống gồm một quần thể núi non, phong cảnh sơn thủy hữu tình, núi Rùa, Cổ Động, Động Xuyên, chùa Trinh Tiết, rồi núi Bài Thơ, Bạc Gia, núi Bồng, núi Vọng, núi Thòng Lọng. Với những tiềm năng, nguồn tài nguyên du lịch sẵn có, Hà Nam đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, các khu du lịch, quy hoạch các tuyến điểm du lịch, đầu tư trùng tu tôn tạo di tích lịch sử văn hóa, khai thác các giá trị văn hóa truyền thống, khôi phục các lễ hội, phát triển các loại hình dịch vụ du lịch như du lịch sinh thái, du lịch xanh trên tuyến sông Đáy, sông Châu, tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách, góp phần phát triển du lịch Hà Nam theo hướng bền vững, trở thành một điểm đến hấp dẫn và thân thiện,
điểm dừng chân lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.